Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm món cà tím sốt cho ngọt nhé. Đây, cà tím mình đã chuẩn bị, mình rửa sạch sẽ đây này. Tỏi với hành nhé. Còn đây là rau quế với chanh. Cái rau quế này thì mình rửa để nguyên nhá, tí nữa mình gần mắc vào bên thì mình mới nhặt nhé. Còn nếu như mình rửa, mình nhặt cái lá này ra thì nó sẽ mất cái tinh dầu của cái quế này, thì nó sẽ không thơm bằng mình để như thế. Thế thì mình cho vào, mình sẽ nhặt sau. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thái cà. Thái cà thì mình sẽ thái như thế này nhá. Mình thái bản to một tí thì khi rán nó không bị đâu. Mình thái như thế này. Và mình nghiêng thái từng khúc thế này thì nhìn cà nó đẹp và hay là nó không bị, nó ngấm gia vị đều hơn đó. Các bạn xem miếng cà mình thái như này nhé, thái thon này nhé. Đây các bạn nhé, mình đã chuẩn bị một chồng nước và muối trắng nhé. Chúng ta hòa vào nước và bây giờ chúng ta sẽ bỏ cà vào ngâm khoảng tầm 10 đến 15 phút nhé. Chúng ta ngâm khoảng từ tầm 10 đến 15 phút. Các bạn nhé, cà mình đã chiên xong nhé. Bây giờ mình sẽ sốt cà nhé. Thì bây giờ dầu đang sôi này, dầu đang sôi thế này, mình sẽ cho tỏi với hành băm vào. Vàng đều lên nhé. Gia vị vào nhé, nêm kỹ thuật nêm này, một ít đường này. Cái này thì các bạn sẽ nêm nếm vừa ăn nhé. Bây giờ mình sẽ cho nước tương vào. Bạn nào muốn ăn nước sốt nhiều thì bạn bỏ nhiều vào, còn muốn ăn gì thì mình cho nước
cho nước tương vào. Mình cho một ít sầu hào vào nhé. Sầu hào khoảng tầm nửa muỗng thôi. Nửa muỗng sầu hào. Mình lên cân. Đó. Tầm nửa muỗng sầu hào thôi nhé. Nước sông này còn hơi ít. Hơi ít mình lại thêm ít nền nước nữa. Cái này mình lên nướng vừa ăn cho nó ngọt, là vì ngọt ngọt mà chua chua nhá. À, nếu như bạn bỏ nước cốt chanh cũng được, hoặc là ví như mình có rồi giấm cũng được. Mình nên bỏ được cốt chanh đấy. Cốt chanh. Ớt bạn nhé. Cay thì mình bỏ ớt vào. Và khi cái này mình nêm nếm vừa ăn rồi thì mình vừa miệng mình ấy, thì mình bỏ cà vào sốt. Bây giờ mình bỏ cà vào nhé. Món này mà ăn thì hết cơm luôn, tuyệt vời cực kỳ. Các bạn cứ thử làm ăn một bữa xem theo công thức của mình nhé. Ngon hấp dẫn không? Bây giờ mình đun vừa vừa cho nó chín. Cái này cái cà thì mình cũng đã chiên một ít nên nó chín cũng được ít ít rồi, nên là mình chỉ đun một tí cho nó ngấm gia vị thôi. Ngấm nước sốt này, cà đã chín và đã ngấm ra. Khi nước sốt rồi thì mình sẽ tắt bếp. Mình tắt bếp rồi mình mới bỏ rau vào nhé. Vì cái nước khi mà mình tắt bếp cái chảo đang nóng ấy, thì mình cho rau vào thì nó chín rồi, không thể để đúng như vậy. Ta cho rau vào. Thơm đó các bạn, thơm của mùi nước tương này, thơm của mùi cái rau quế này. Các bạn cứ làm theo cái công thức của mình đây, các bạn có rất là ngon. Đó. Cái nước sốt nó quyện quyện, nó sệt sệt với cái cà này, ăn cực kỳ ngon luôn. Thơm quá, hôm nay trời lại lạnh, mưa mưa, ăn cái món này ngon lắm.